Tại châu Âu, ngày 26 tháng 12, Đức và Slovakia đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân sớm hơn một ngày so với chiến dịch tiêm chủng chính thức ở cả Đức và Liên minh châu Âu-EU. Hàng triệu người dân. Tại Đức, cụ bà Edith Koizala, 101 tuổi, đã trở thành người Đức đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bà là một trong số 40 cư dân và 10 nhân viên tại một cơ sở dưỡng lão tại bang Sachsen-Anhalt của Đức, được tiêm vaccine do hãng Pfizer và BioNTech hợp tác sản xuất. Đức hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 10 thế giới, với hơn 1,6 triệu ca bệnh, trong đó hơn 30.000 ca tử vong. Cùng ngày, công tác tiêm chủng cũng đã được triển khai tại Slovakia. Người nhận mũi vaccine đầu tiên tại đây là ông Vladimir Gromery, một thành viên thuộc Ủy ban Khẩn cấp của Slovakia. Các quốc gia thành viên EU đã nhận được lô hàng đầu tiên dưới 10.000 liều vaccine Pfizer-BioNTech từ ngày 26 tháng 12, nhưng việc tiêm chủng dự kiến sẽ bắt đầu trên 27 quốc gia của khối từ hôm nay 27 tháng 12. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 80 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 1,7 triệu ca tử vong. Hoa Kỳ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi Nga vừa trở thành tâm dịch lớn thứ tư thế giới với hơn 3 triệu ca nhiễm.